Gác giọng chó phù hợp với tính cách con người. Thứ nhất, người hài hước nên nuôi Shiba, vì Shiba là giống chó biết cười và bạn sẽ cười cả ngày với nó. Thứ hai, người năng động nên nuôi Doberman. Thứ ba, người thích hit drama nên nuôi Husky và Alaska, chúng sẽ hit drama với bạn cả ngày. Thứ tư, người hoạt ngôn nên nuôi Golden và Husky và Alaska, vì chúng có thể cãi tay đôi với bạn cả một ngày. Và cuối cùng là người trầm tính nên nuôi búp, bun pháp hoặc là bun anh, vì chúng chỉ có ăn và ngủ, rất trầm tính. Còn bạn, tính cách của bạn có giống con bé nhà bạn không?